Vở nhạc kịch kinh dị The Rocky Horror Picture Show cũng được trình chiếu. Họ đã chiếu vở nhạc kịch đình đám đó vào mỗi cuối tuần kể từ năm 1977. Nhưng bộ phim về người đàn ông tạo ra vụ nổ lớn nhất từ trước đến nay có vẻ là lựa chọn phù hợp hơn với Kane. 3 tháng rưỡi kể từ khi Kane làm nhiệm vụ ở Bavaria, tác động của anh thực sự khủng khiếp như một quả bom nguyên tử. May mắn thay, nó đến theo cách hoàn toàn hòa bình. Còn quá sớm để nói liệu Kane có phải là tiền đạo xuất sắc nhất Bayern từng có hay không, Der Spiegel viết sau khi Kane lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Galatasaray hôm thứ Tư tuần trước. Bởi vẫn còn đó Zed Müller và Robert Lewandowski, nhưng có những dấu hiệu cho thấy Kane sẽ trở thành trung phong toàn diện nhất trong lịch sử đội bóng. Thổi phồng quá mức ư? Có thể, nhưng thật khó để không phóng đại ảnh hưởng của Kane với một đội bóng khác, một chân sút biết ghi bàn, có cá tính và khả năng lãnh đạo đến mức bỏ ra 100 triệu euro cho một người đã bước sang tuổi 30 vào tháng 7. Bởi hiện tại, Kane đang làm quá tốt ở tất cả các khía cạnh đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Về thông số, có lẽ chúng ta đều đã biết Kane làm được gì. Đó là 17 bàn sau 11 trận đấu ở Bundesliga, với 3 quả bóng tượng trưng cho 3 cú hat-trick được đặt ở vị trí trang trọng trong phòng khách của Kane tại khách sạn Mandarin Oriental. Tuy nhiên, những con số chỉ là một phần của câu chuyện. Trong và ngoài sân cỏ, vua Kane, như tờ báo lá cải bai gọi anh, cho thấy cầu thủ người Anh đang được trọng vọng như một ông vua xứ Bavaria. Kane sẵn sàng lùi sâu, qua đó giúp Bayern phòng ngự và tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh phía sau, đó là chìa khóa cho sự nhuần nhuyễn trong cách tấn công của đội. Quan trọng hơn, những lần chạy tới 50m về sân nhà của Kane cho thấy phẩm chất hiếm có của cầu thủ này, một siêu sao vui vẻ và chăm chỉ như một cầu thủ bình thường vì lợi ích của đội. Một nguồn tin thân cận trong phòng thay đồ cho biết các đồng đội ở Bayern rất kính trọng Kane, anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ tự tin không thể lay chuyển và đức tính khiêm tốn. Nguồn tin cho biết thêm, số bàn thắng của Lewandowski cũng quan trọng không kém với đội bóng. Mặc dù vậy, bạn luôn có cảm giác cậu ấy làm điều đó cho chính mình chứ không phải vì câu lạc bộ. Đối với Kane, chiến thắng của đội bóng mới là tất cả. Cậu ấy là hình mẫu hoàn hảo cho những người khác. Kane cũng là một trong số ít cầu thủ được Thomas Tuchel lắng nghe những tư vấn về chiến thuật. Nguồn tin cho biết, cậu ấy không nói nhiều, nhưng khi cậu ấy nói, mọi người sẽ lắng nghe. Một nhân viên khác mô tả Kane là người cực kỳ tốt bụng và dễ gần. Kane không bao giờ từ chối yêu cầu chụp ảnh selfie hoặc ký tặng lên áo người hâm mộ, cũng như không ngại thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn sau trận đấu cho các chủ sở hữu bản quyền truyền hình mỗi tuần. Điều thú vị là đối với một người luôn tự tin và tỏ ra không vội vã, các nhân viên lại ghi nhận sự phấn khích con trẻ của Kane khi mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau khi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận trước Galatasaray, Kane đã tự hào khoe chiếc cúp rất lâu sau tiếng còi chung cuộc với những người mà anh gặp, với nụ cười rạng rỡ trên môi vì anh chưa bao giờ giành được giải thưởng đó ở Champions League trước đây. Ngoài sân cỏ, Kane luôn tỏ ra khiêm nhường. Anh thích đi chơi golf ở Strasbourg, vùng ngoại ô phía nam Munich với cựu tiền đạo của Bayern Munich và Chelsea, Claudio Pizarro. Thomas Müller, một tay golf cừ khôi khác, là một trong những người bạn thân nhất của anh trong phòng thay đồ, cùng với Leroy Sane, đối tác ăn ý của anh trong các trận đấu. Teresa Grill là một trong những nhà hàng yêu thích của Kane bên cạnh Matsuhisa, một nhà hàng Nhật Bản bên trong khách sạn anh ở. Anh vẫn chưa bắt đầu lái chiếc xe được nhà tài trợ trao tặng, một chiếc SUV Audi e-tron với tay lái ở bên trái. Thay vào đó, anh thích được tài xế riêng kiêm vệ sĩ chở đi khắp nơi. Đội ngũ của Kane còn bao gồm một nhân viên PR và một người chăm sóc hợp đồng tài trợ của anh. Bayern đã cho đội của Kane một phòng nhỏ tại Allianz Arena để thư giãn trước và sau các trận đấu. Cha anh, Red và anh trai Charlie dành phần lớn thời gian ở Munich với Kane, trong khi đó cô vợ Katie và 4 người con đến thăm mỗi tháng một lần. Họ dự kiến sẽ chuyển đến Munich vào tháng 12 và ở biệt thự của một cựu cầu thủ Bayern, người sau đó đã chơi cho một câu lạc bộ nước ngoài. Tuchel kỳ vọng màn trình diễn của tiền đạo này sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn nữa khi những người thân yêu của Kane chuyển đến ở cùng anh. Cậu ấy thực sự là một người đàn ông của gia đình, cậu ấy có thể cảm nhận được sự khác biệt khi ở bên họ, nhà cầm quân người Đức nói cách đây vài tuần.